Sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, cảnh sát ở tại New York cũng như là ông thị trưởng của New York đã mở một cuộc họp báo và cập nhật về thông tin về cái kẻ tình nghi là tay súng đã xả súng ở cái ga tàu điện ở Brooklyn vào ngày hôm qua. Thì đây là người đàn ông mà bây giờ đang bị truy nã, tên là Frank R. James, 62 tuổi thưa quý vị. Thì lúc ban đầu đó, vào tối ngày hôm qua, phía sở cảnh sát cho biết là lúc đó họ chưa có gọi ông này là kẻ tình nghi, mà họ chỉ gọi ông là person of interest, là bởi vì những cái hình ảnh cũng như là bằng chứng ở tại cái ga tàu điện ở Brooklyn đó cho thấy là ông này ổng thuê một cái chiếc xe U-Haul, ổng lái đến, ổng đậu ở đằng trước cái ga, sau đó ổng đi vào bên trong, thì cái chìa khóa của cái xe van đó nó rớt ở tại hiện trường án mạng và người ta lượm được. Thì lúc đó chưa có đủ bằng chứng để thấy cái cảnh ổng xả súng hay sao đó, nhưng mà đến sáng sớm ngày hôm nay thì thêm bằng chứng cho thấy là ông này thật sự là tay súng. Thì bây giờ đó, phía ông thị trưởng cho biết là ông Frank James này đó là vốn không có sống ở New York, ổng có địa chỉ ở tại Wisconsin và Philadelphia, và cái chiếc xe U-Haul thì ổng thuê ở Philadelphia. Tuy nhiên bây giờ đó, cảnh sát họ đang tập trung điều tra là bởi vì do những cái post ổng đăng ở trên mạng xã hội, ông này ổng có một cái kênh YouTube nữa, thì trong suốt thời gian trước khi xảy ra cái vụ xả súng đó, ổng liên tục bày tỏ một cái sự bực tức, thù ghét nhắm vào các giới chức ở tại New York, và ổng cứ liên tục nói đi nói lại về cái vấn nạn người vô gia cư ở tại New York. Và trong những cái bài đăng cuối cùng đó, thì ổng cứ réo gọi tên của ông thị trưởng New York là ông Eric Adams, thì khiến cho bây giờ, bởi vì chưa bắt được Frank James, cho nên bây giờ cảnh sát đã phải cử thêm người đặc biệt bảo vệ cho ông thị trưởng, bởi vì lo sợ là Frank James có thể là quá khích đi tìm ông thị trưởng để mà bắn ổng. Thì bây giờ phía cảnh sát cho biết là thứ nhất họ đã có một cái hình ảnh toàn cảnh cái vụ xảy ra, vụ xả súng ngày hôm qua, đó là ông này đó, ổng đã đi vào trong cái ga xe lửa ga, và ổng leo lên trên một cái toa ổng ngồi. Thì đến khi mà cái toa nó gần dừng lại ở Brooklyn đó, thì ổng bất ngờ ổng đứng dậy và ổng đeo cái mặt nạ cái gas mask lên, thưa quý vị, và lúc đó thì chống hơi độc á. Vâng, cái mặt nạ mà chống hơi độc, và lúc đó ổng móc từ ở trong cái ba lô ổng đeo hai cái bông khói ổng quăng, cho nên là tất cả những người khác họ không có kịp phản ứng gì cả, bởi vì ổng đã chuẩn bị trước rồi, và ổng đeo như vậy để ổng vẫn còn thấy đường và thở được, và sau đó mới móc một cây súng ra và bắn loạn xạ vào trong cái ga tàu. Thì cũng vừa may lúc đó là cái tàu nó cái train nó ngừng lại, cho nên là một số người họ đã bung ra họ chạy, và tổng cộng đó là có 10 người bị thương do bị dính đạn, còn 20 mấy người khác là họ bị thương có thể là do mảnh kính văng trúng, hay là họ lúc họ tháo chạy bị đạp trúng, bị té, bị gãy tay gãy chân vân vân. Và sau khi mà bắn tổng cộng 33 phát như vậy đó, thì y bỏ chạy, và bây giờ cảnh sát thu được ở hiện trường đó là có một cái ba lô chứa đầy đạn và một cái búa ở trong đó, và thêm một cái túi nữa đựng rất là nhiều pháo bông. Thì cảnh sát cho biết là không hiểu sao y vẫn chưa có hoàn tất cái vụ tấn công, y đem theo rất là nhiều vũ khí như vậy, nhưng mà sau khi mà bắn hết 33 phát đạn thì y lại bỏ chạy, bỏ lại nhiều thứ, và có một cái can đựng xăng nữa, thì có lẽ là ổng cũng muốn phóng hỏa đốt cái chỗ đó hay sao đó. Và bây giờ thì phía cảnh sát, ông thị trưởng của New York, thưa quý vị, đang mở một cái cuộc điều tra, đó là tại sao có rất nhiều camera ở ngay tại cái ga tàu điện đó không có hoạt động, vốn là cái
cơ quan MTA mà phụ trách cái ga tàu điện này đó được cung cấp ngân sách mỗi mỗi một năm để mà duy trì rất nhiều những cái camera ở đó để mà phòng những cái vụ tấn công như thế này. Thì bây giờ khi mà thật sự có một cái vụ tấn công kinh hoàng như vậy thì rất nhiều camera lại không hoạt động. Thì ông thị trưởng cho biết là bây giờ cái mối quan tâm hàng đầu đó là phải truy lùng bắt được Frank James, rồi sau đó ông sẽ mở một cái cuộc điều tra riêng liên quan đến người lãnh đạo cơ quan MTA, bởi vì tiền thì thành phố đưa xuống nhưng mà camera thì lại không có hoạt động. Hy vọng bắt được trong ngày hôm nay để kết thúc cuộc truy lùng hiện nay và cũng đang tạo nên mối đe dọa cho công chúng ở New York. Hắn có thể tấn công tiếp tục nữa và những ai đe dọa có thể sẽ gặp hắn tấn công. Đó là khuyến cáo của Sở Cảnh sát New York ngày hôm nay.